Trồng dâu tây cực dễ với giống dâu tây Toshio Tome hay còn lại là Hana đây. Đây là giống dây dâu tây rất là chuẩn, đủ dễ và đã đủ thời gian trồng. Các bạn biết cách trồng như nào không? Lên luống 1,2 mét, cao 30 đến 35 cm, mặt luống rộng từ 50 đến 60 cm. Hãy dùng cả giống ống nhỏ giọt để tưới cho nó. Sau đó là các bạn trồng. Khoảng cách trồng là bao nhiêu? 35 cm, dày hơn thì 30. Các bạn nhớ trồng nhanh xấu nhé, nhanh xấu so le nhau. Ok, để cho cây ra quả nhanh nhớ ngắt cái ngọn này đi nhé. Đây này, cái không phải cái ngọn mà là cái ngó, nhớ ngắt cái ngó đi nhé để cây ra quả nhanh hơn. Những cái lá già cũng bỏ đi. Đó. Đó. Rồi, ok, bây giờ là kết quả của mình đây. Nhớ trồng nhé. Đó. Nhớ tưới ẩm trước khi trồng và trong khi chả trồng nữa. Các bạn nên chú ý trong vòng 1 tuần đầu chú ý đủ nước nhé. Tưới nhỏ giọt và tưới cả tay nữa. Nếu nắng quá thì có thể dùng cái lưới cắt nắng để cắt nắng đi. Ok. Chúc các bạn có một vụ mùa dâu tây thành công.